thích nói nhiều, một nhà nghỉ hay là phòng em. Đi chơi thì không thể thiếu áo mà khoác lên cây Karem. Nãy giờ anh gọi em hả? Sorry, em không để ý. Em nói em thích đô la, anh đã vội chiều em mở ví. Hôm nay anh đi chơi con Toyota, cách anh chào em là hey ho la. Em cứ tưởng anh là Tokuda, vì anh cứ đo 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 ra yo ra. You wanna shake it shake, show you make me crazy crazy. Nhìn thấy có vẻ em hơi rắc rối, nhưng anh hãy bên em khi trời tối sắp tối. Anh nói anh không chơi kẹo, nhưng mà em đã...